Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Omega. Đây là một chiếc review. Chiếc này qua sử dụng, bên mình về với tình trạng là còn đầy đủ bóc của Omega. Một chiếc bóc gỗ rất là to anh em ạ, gỗ sơn mài với những cái vân óc chó rất đẹp. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có phần niềng benzen được thiết kế bằng vàng 18K AU750, sợi dây được bọc vàng GC200 rất dày, vàng 18K. Đường kính của chiếc này là 36,8mm, tương đương với size 37, phù hợp với anh em cổ tay vừa và cổ tay nhỏ, cổ tay tầm 16,5 trở xuống đeo rất đẹp. Kim cọc bên trong được thiết kế vàng 18K. Chiếc này mang cho mình cỗ máy Omega 2500 với bộ thoát sử dụng là bộ thoát Coaxio với chuẩn chronometer cho độ chính xác rất cao. Mặt dial được thiết kế một cái mặt màu trắng trải tia sunburst với lịch ngày được bố trí tại góc 3 giờ. Núm chính của chiếc này được nằm tại góc 3 giờ này với logo của Omega, và núm này cũng được thiết kế bằng vàng 18K anh em nhé. Cặp số thì sẽ được bố trí những cặp số đặc biệt ở vị trí 36912 và cặp số La Mã để tăng phần cổ điển. Mặt kính sapphire nguyên khối. Thân vỏ chiếc này thì chúng ta sẽ có phần màu trắng được thiết kế bằng thép 316L, thép không gỉ. Sợi dây được bọc vàng với những cái chỉ đế mi rất đẹp anh em nhé. Ở đây logo Omega được thiết kế bằng vàng khối 18K này. Đây là bộ khóa của chiếc Omega này với đầy đủ thông số của phần dây. Cuối cùng là phần đáy của chúng ta. Đây là một chiếc mang cho mình cỗ máy Omega 2500 với tần số dao động là 25.200 VPH, thời lượng chữ code là 48 giờ. Và chúng ta sẽ có khoảng 25 chân kính. Phần đáy được thiết kế kín anh em nhé. Chiếc này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt cho một thương hiệu lớn là 48.800.000. Chiếc Omega. Ở đây thì sẽ có một cái chốt nó mình chưa đóng vào vì mình vừa mới lắp thêm mắt cho chiếc Omega này. Đó. Ok, và hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu